Tại quận Hải Châu, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Quận ủy và các cán bộ chủ chốt của quận đã tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Hội nghị cũng đã được nối đến 13 điểm cầu của các đảng bộ các phường trực thuộc quận. Trên tinh thần truyền đạt của báo cáo viên các cấp, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà, chuyên về đổi mới phương thức lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, các đồng chí tham dự hội nghị đã bày tỏ sự thống nhất cao với những nhận định của Trung ương về 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện đồng bộ để thực hiện các công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức, cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xác định nhiệm vụ quan trọng là xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống. Xác định mục tiêu xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện, bền vững với đô thị là trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống. Về phía quận ủy Hải Châu xác định bên cạnh sự quan tâm đầu tư rất là nhiều về cơ sở vật chất thì nguồn lực lớn quan trọng được quận ủy xác định đó là đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quận ủy tập trung phát huy cái tính sáng tạo, tính năng động, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Và vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đảng viên địa phương sẽ xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm chính trị của mình mà góp phần xây dựng quận Hải Châu phát triển bền vững trong thời gian tới.